Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một số nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam thành phố Bảo Lộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành công tốt đẹp. Thành phố Bảo Lộc ra quân hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Bế mạc liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Triệt phá đường dây số đề quy mô lớn. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Phụ nữ Bảo Lộc chung sức vì cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Tại điểm cầu Bảo Lộc, các đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự hội nghị. 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp những khó khăn do tình hình dịch COVID-19, giá cả biến động, nhưng điều đáng mừng là kinh tế xã hội của tỉnh giữ được ổn định, đang dần phục hồi và phát triển mạnh mẽ so với cùng kỳ. Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tăng trưởng 9,29%. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và các ngành lĩnh vực trở lại trạng thái bình thường, phục hồi khởi sắc và đạt kết quả đáng ghi nhận. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định do thời tiết thuận lợi. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển khá, tăng trưởng 9,32%. Kinh doanh hàng hóa dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, hoạt động du lịch, dịch vụ sôi động, tăng trưởng mạnh. Tiến độ thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ là điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tình hình hoạt động doanh nghiệp cũng tiếp tục khởi sắc. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng cả về số lượng và số vốn đăng ký. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa xã hội của các tầng lớp nhân dân. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, số ca mắc mới giảm sâu, không ghi nhận thêm ca tử vong. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được đảm bảo, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ thực hiện theo đúng quy định. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để lắng nghe tiếp thu ý kiến của lãnh đạo một số địa phương về những tồn tại vướng mắc mà địa phương đang gặp phải, cũng như ý kiến kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan để thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ nhân dân nâng cao chất lượng đầu tư và sản xuất, cũng như cải thiện cuộc sống nhân dân trong 6 tháng còn lại. Để đạt được kết quả cao nhất về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra năm 2022, trong các tháng còn lại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt 11 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Chủ động trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi giống cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, có giải pháp để kích cầu du lịch, chú trọng thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đã diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam thành phố Bảo Lộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể của thành phố, cùng 80 đại biểu đại diện cho các giáo xứ, giáo dân tiêu biểu tham dự. Tại thành phố Bảo Lộc, đồng bào theo đạo Công giáo với 19.650 hộ, 81.789 giáo dân, có 109 cơ sở Công giáo với 108 chức việc và chức sắc, 367 tu sĩ, trong đó có 62 linh mục, cùng với hội đồng của các giáo xứ. Với phương châm hành động, đoàn kết, hiệp thông, đổi mới, đồng hành cùng dân tộc, những năm qua, đồng bào Công giáo nói chung và đồng bào Công giáo thành phố Bảo Lộc nói riêng đã ra sức gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Bảo Lộc đã đạt được nhiều thành tích, kết quả, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Nhiệm kỳ 2017-2022, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố Bảo Lộc được triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã tích cực động viên chức sắc, tu sĩ và giáo dân trong thành phố chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đặc biệt, trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo thành phố Bảo Lộc đã tích cực thực hiện và đạt được nhiều kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng các mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay, tại thành phố Bảo Lộc có trên 95% xứ họ giáo được công nhận khu dân cư văn hóa cấp thành phố. Trên 90% gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, tích cực vận động giáo dân, người dân địa phương đóng góp sức người, sức của, cùng với nhà nước xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, cầu cống trên địa bàn. Cùng với đó, trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, vận động đồng bào Công giáo tham gia công tác đoàn thể các cấp, thực hiện các nghĩa vụ công dân, công tác xã hội, bài trừ tệ nạn xã hội luôn được bà con Công giáo toàn thành phố, các giáo xứ, giáo họ tích cực thực hiện. Các phong trào như bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp được thực hiện một cách bài bản, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, an toàn, an ninh trật tự, sáng, xanh, sạch đẹp, giáo xứ Tân Thanh, giáo xứ Tân Bình, xã Lộc Thanh với 4 mô hình giáo xứ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại hội đã suy cử Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 41 vị. 26 vị được suy cử dự đại hội cấp tỉnh. Linh mục Phan Đào Thục được suy cử làm trưởng Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã trao tặng giấy khen đến 5 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tôn giáo và công tác từ thiện xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã trao tặng 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ 2017-2022. Sáng nay 28 tháng 6 tại Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Bảo Lộc tổ chức meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2022. Các hoạt động hưởng ứng ra quân được triển khai nhằm nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng, giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do sốt xuất huyết. Tại thành phố Bảo Lộc, mặc dù tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và tăng cao ở nhiều nơi, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn được kiềm chế do tổ chức tốt việc phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, tài lực, chủ động triển khai sớm các hoạt động trọng tâm, ứng dụng công nghệ thông tin để xác định phạm vi ổ dịch và phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tổ chức triển khai tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt mũi, phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Riêng trong 6 tháng và những tháng hè của năm 2022, với thời tiết mưa rào kèm nắng nóng, cùng với đó là đặc điểm sinh địa cảnh của Bảo Lộc rất thuận lợi cho muỗi sinh sản, nên nguy cơ mùa dịch 2022 đến sớm và phát sinh các ổ dịch lây lan kéo dài là khó tránh khỏi. Để công tác phòng chống dịch bệnh hàng năm thực hiện một ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, được sự quan tâm chỉ đạo của ngành y tế, của Đảng ủy phường, hôm nay Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân phường 2 tổ chức meeting hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2022 nhằm phát động đến toàn thể các cấp, các ngành, đến toàn thể nhân dân về mức độ nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết tới sức khỏe của nhân dân và các biện pháp phòng chống dịch. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban đoàn thể phường 2 kêu gọi cả hệ thống chính trị chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, huy động lực mọi nguồn lực của địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả đến từng gia đình và từng cụm dân cư. Sau lễ meeting và diễu hành cổ động trực quan qua các tuyến đường nội phường, ngành y tế thành phố phối hợp với các đơn vị xã phường tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các điểm nguy cơ nơi công cộng, các điểm nóng môi trường, tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông đại chúng, các hoạt động thực tiễn nhằm thay đổi hành vi, nhận thức phòng chống dịch bệnh của người dân. Cùng với đó là hoạt động của các đội diệt lăng quăng tuyên truyền, vận động đến tận nhà dân, mỗi tổ dân phố tham gia diệt lăng quăng, diệt muỗi chính tại ngôi nhà của mình. Theo kế hoạch, kết thúc tháng cao điểm của chiến dịch, các hoạt động vẫn được duy trì cho đến hết năm 2022. Sau 2 ngày diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Bảo Lộc, chiều ngày 28 tháng 6, Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 đã chính thức khép lại. Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, tạo không khí vui tươi, ấm áp, tình yêu thương, chia sẻ, giao lưu học hỏi giữa các gia đình văn hóa tiêu biểu. Qua các hoạt động sôi nổi, liên hoan là dịp để các gia đình thể hiện tinh thần đoàn kết, thắt chặt hơn nữa tình yêu thương gắn bó giữa các thành viên, các thế hệ trong gia đình. Liên hoan đã góp phần bảo tồn và làm lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
Qua đó càng khẳng định chính gia đình là nơi lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, là nơi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách của mỗi con người. Các gia đình tham dự liên hoan đã chuẩn bị chu đáo để tham gia các nội dung hoạt động. Phần thi bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, các gia đình đã chu đáo từ việc chuẩn bị các món ăn tiêu biểu, đặc sắc của vùng miền, dân tộc, làm hội thi đậm đà hương vị ẩm thực truyền thống. Phần thi trình diễn trang phục truyền thống nhiều sáng tạo, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, xen lẫn tự hào về sự phong phú đa dạng, độc đáo và giàu bản sắc văn hóa trong cách ăn mặc và trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 11 tiết mục hát dân ca là những giai điệu đẹp ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh hạnh phúc gia đình. Phần thi các trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao bố, vật tay, hào hứng, sôi nổi, gay cấn, với quyết tâm cao của các thành viên trong mỗi gia đình, trên tinh thần thể thao cao thượng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao tổng cộng 50 giải thưởng cho các gia đình ở các nội dung thi thể thao dân gian, hát dân ca, trình diễn trang phục truyền thống và nấu ăn. Trước đó, nhân tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam, cùng với chuỗi hoạt động trong liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng do ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm gia đình bà Sơn Thị Nguyệt, ngụ tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu, là hộ gia đình dân tộc Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có trẻ em mắc bệnh ung thư. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho các gia đình, mỗi phần quà trị giá 1.500.000 đồng. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho gia đình trị giá 1.500.000 đồng. Đây là những phần quà có ý nghĩa động viên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, giúp gia đình có thêm động lực tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn nghịch cảnh của cuộc sống. Cùng với đoàn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc do ông Phùng Ngọc Hạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đến thăm gia đình bà Trần Thị Dung, ngụ tổ dân phố 8, phường Lộc Sơn. Hiện bà là lao động tự do, không có đất sản xuất, có một người con mắc bệnh thần kinh. Gia đình ông Lữ Bá Hùng thuộc phường Lộc Phát, thuộc diện hộ cận nghèo, có hai người con đã nghỉ học, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Gia đình ông Vũ Tiến Dũng thuộc xã Lộc Nga có hoàn cảnh éo le, không có việc làm ổn định. Và gia đình ông Trần Thanh Trung thuộc xã Lộc Thanh, kinh tế khó khăn, các cháu có nguy cơ bỏ học. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phùng Ngọc Hạp đã động viên khích lệ tinh thần và trao tặng các phần quà gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm để các gia đình khó khăn cảm thấy được sự ấm áp sẻ chia từ cộng đồng. Sự quan tâm của chính quyền, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bảo Lộc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,9%, học sinh hoàn thành chương trình lớp học bậc tiểu học đạt 98,9%, lên lớp thẳng bậc trung học cơ sở đạt 97,3%. Các cuộc thi, hội thi đã được ngành giáo dục và đào tạo thành phố triển khai và tham gia đầy đủ, theo đúng quy định và đạt thành tích cao như hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố công nhận 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 15 giải tư, cấp tỉnh đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư, cuộc thi hội khỏe phụ động cấp tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn. Tham gia giải bơi học sinh tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2022 với 59 học sinh, đạt 30 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, nhất toàn đoàn. Có 5/7 học sinh tham gia giải bơi cấp quốc gia tại Đà Nẵng. Cùng với đó, công tác phổ cập giáo dục thực hiện đúng tiến độ. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay đã thực hiện 51/69 đơn vị đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 73,9%. Riêng các trường công lập có 46/52 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,5%. Với thành tích đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội diễn Tiếng hát Công nhân Người lao động tỉnh Lâm Đồng năm 2022, Đoàn Nghệ thuật Công nhân Người lao động thành phố Bảo Lộc được ban tổ chức lựa chọn đại diện tham gia Hội diễn Tiếng hát Công nhân Người lao động toàn quốc. Hội diễn Tiếng hát Công nhân Người lao động toàn quốc năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 5 đến 9 tháng 7 tại tỉnh Bắc Ninh. Đại diện cho Lâm Đồng tham gia hội diễn toàn quốc, Đoàn thành phố Bảo Lộc do Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao cùng Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp dàn dựng biểu diễn. Hội diễn Tiếng hát Công nhân Người lao động năm 2022 được tổ chức với quy mô toàn quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa công sở.
Trong đó, trọng tâm là đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân người lao động, tạo sự lan tỏa thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư phát triển du lịch ở địa phương. Hội diễn cũng là dịp để công nhân người lao động gặp gỡ giao lưu, tạo ra môi trường đoàn kết, làm phong phú đời sống tinh thần, cổ vũ động viên cá nhân tập thể tiếp tục cống hiến xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đạt nhiều thành quả trong lao động. Đoàn nghệ thuật quần chúng công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng sẽ là một trong 27 đoàn đại diện cho 25 tỉnh thành phố tham gia hội diễn lần này, bao gồm Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Bình Dương, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Cần Thơ. Riêng tỉnh Bắc Ninh có 3 đoàn tham gia. Theo chương trình của hội diễn, sau lễ khai mạc diễn ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, các đoàn sẽ tiếp tục thi diễn tại nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh và tham gia lưu diễn phục vụ nhân dân, công nhân tại thành phố Từ Sơn và huyện Yên Phong các ngày 7 và 8 tháng 7. Lễ bế mạc và trao giải tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh vào ngày 9 tháng 7 năm 2022. Công an thành phố Bảo Lộc vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn với lượng tiền giao dịch lên đến hơn 300 triệu đồng trên ngày. Các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng gồm Nguyễn Hoàng Bảo Long, 40 tuổi, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, Võ Văn Vũ Linh, 31 tuổi và Dương Thị Ngọc Loan, 44 tuổi, cùng ngụ tại phường Lộc Phát. Đồng thời khởi tố nhưng cho tại ngoại cấm đi khỏi địa phương với 6 đối tượng, gồm Phạm Thị Mỹ Liên, Cao Thái Mỹ Duyên, Trương Duy Sang, Trương Đình Dũng, Phạm Thị Hồng Linh và Phạm Thị Kim Loan để phục vụ công tác điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong quá trình phá án, nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo hết sức tinh vi và xảo quyệt. Vào ngày 17 tháng 6, các trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Bảo Lộc tiến hành kiểm tra bắt quả tang Trương Duy Sang đang ghi số đề cho một người dân trên địa bàn phường 2. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ một phơi đề và 2 cuốn sổ có kết quả sổ số, số tiền hơn 6 triệu đồng. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã đột kích bắt quả tang Phạm Thị Kim Loan và Phạm Thị Mỹ Liên đang nhận phơi số đề từ người chơi đánh đề chuyển đến Zalo của Loan và Liên quản lý. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều công cụ, tài liệu như điện thoại, máy tính xách tay được các đối tượng sử dụng để ghi lô đề. Qua đấu tranh, các đối tượng Sang, Liên và Kim Loan khai nhận được Nguyễn Hoàng Bảo Long thuê ghi và giao phơi đề cho các con bạc, đồng thời xác nhận các tin nhắn mà người chơi gửi Zalo, Facebook và tin nhắn SMS. Với công việc này, Sang, Liên, Kim Loan được Nguyễn Hoàng Bảo Long trả từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Từ lời khai của 3 đối tượng, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập khẩn cấp các đối tượng gồm Long, Linh, Dũng và Ngọc Loan đến trụ sở Công an thành phố Bảo Lộc làm việc. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận qua các nhóm Zalo, Facebook do Long lập, trong đó Long làm trưởng nhóm cùng các đối tượng để nhận ghi lô đề của người chơi. Các đối tượng khai nhận được Long thuê ghi lô đề và xác nhận các tin nhắn ghi lô đề của người chơi chuyển qua Zalo, Facebook và SMS trong suốt 2 năm qua. Trung bình mỗi ngày, Long nhận từ người chơi lô đề với số tiền giao dịch khoảng 300 triệu đồng. Khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 200 triệu đồng tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo Long, đồng thời thu giữ nhiều tăng vật công cụ liên quan phục vụ đường dây đánh bạc, gồm 11 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều sổ sách phơi đề liên quan. Hiện tại, Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập thêm các đối tượng nhánh dưới nhánh trên liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, cũng như nhiều hoạt động an sinh xã hội khác đến các hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc có 12 cơ sở hội trực thuộc với hơn 15.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi hội. Hơn 2 năm qua, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các cấp hội đã tập trung quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phòng chống bệnh COVID-19 đến các cơ sở hội trong toàn thành phố, phù hợp với diễn tiến tình hình dịch bệnh ở từng thời điểm. Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chống dịch như chống giặc và thực hiện các văn bản khẩn về phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương, tỉnh, thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thành lập đội phòng chống dịch COVID-19 với các hội viên tham gia, tuyên truyền phòng chống dịch
bằng cách các cán bộ hội viên đã phân công nhau dùng hệ thống loa đi xuống tầng cơ sở, đến từng ngõ ngách để tuyên truyền phòng chống dịch, thành lập nhóm Zalo, Facebook để thông tin, nắm bắt, trao đổi, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, các hội viên phụ nữ cũng tham gia phục vụ tại các khu cách ly tập trung của thành phố, cũng như tại xã phường và tham gia các tổ an toàn phòng chống COVID-19, tổ COVID-19 cộng đồng, tổ từ thiện, tổ tự nguyện, tổ tự quản. Qua đó, các chị luôn phát huy được vai trò nhiệm vụ được phân công. Với vai trò của mình, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Quy định 5K, không chia sẻ các thông tin, tin đồn thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Đồng thời vận động cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, trụ sở làm việc, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch tại địa phương. Mặt khác, phát động thi đua trong các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 và phát hành hơn 30.000 bản cam kết tự phòng chống bệnh COVID-19 tại khu dân cư đối với cán bộ hội viên phụ nữ. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ cơ sở còn tăng cường đẩy mạnh các phong trào, hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống, nhất là trong tình hình hiện nay. Về cái phong trào này thì cũng thúc đẩy về cái việc là thu hút hội viên tham gia tổ chức hội. Thì các cái hoạt động phong trào như thế này thì thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thu hút được một lực lượng rộng rãi hội viên phụ nữ để tham gia tổ chức hội của chúng tôi. Và điển hình như năm nay là chúng tôi tổ chức cả cái câu lạc bộ dân vụ như vậy thì chúng tôi cũng đã tập hợp được gần 30 hội viên phụ nữ là tham gia tổ chức hội của chúng tôi trong năm 2022. Song song với việc tuyên truyền, công tác huy động nguồn lực, hỗ trợ tham gia phòng chống dịch COVID-19 cũng được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện. Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Hội Phụ Nữ Thành phố và các cấp cơ sở hội đã chủ động bố trí hội viên phụ nữ tham gia nấu ăn tại bếp ăn khu cách ly, nhằm đảm bảo các bữa ăn cho các khu cách ly tập trung, lực lượng tuyến đầu, các chốt kiểm soát. Ngoài ra, các cấp hội phối hợp với mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân, nữ doanh nhân, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ hàng trăm tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm và hàng chục chuyến xe yêu thương hướng về các địa phương chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, vận động tài trợ cho học sinh nghèo hiếu học được tiếp bước đến giảng đường đại học, cũng như tuyên truyền vận động xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại phường Bà Lao. Từ đầu năm đến nay, hội đã tổ chức xây dựng và trao tặng 15 công trình vệ sinh công cộng cho các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đại Nghịch, xã Lộc Châu, trị giá 150 triệu đồng. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế cũng được hội quan tâm đẩy mạnh. Phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các cấp hội liên hiệp phụ nữ cùng cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố đã cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Trong đó, phải nói đến sự phối hợp với các cấp, các ngành, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả. Qua đó đã thu hút tập hợp hội viên tham gia tổ chức hội, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Từ những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng, Hội Liên Phụ Nữ thành phố Bảo Lộc đến cơ sở đã được cấp ủy chính quyền các cấp ghi nhận. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng biểu dương. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Vì vậy, Hội Liên Phụ Nữ các cấp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, cán bộ hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và tiếp tục triển khai phong trào, chia sẻ yêu thương, góp phần bảo vệ sức khỏe, giữ gìn cuộc sống bình yên của hội viên phụ nữ và toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.